Vâng, xin chào quý vị phụ huynh và các em học sinh đang quan tâm đến những vấn đề về visa du học Úc. Thì hôm nay Tân Đại Dương xin phép chia sẻ với quý vị những thay đổi về chính sách visa du học Úc trong năm 2014 này. Thì những thay đổi về chính sách visa du học Úc trong năm 2014 kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2014 có 5 thay đổi chính trong luật di trú Úc. Thay đổi thứ nhất đó là Skill Assessment, tức là chứng chỉ sát hạch tay nghề. Thì kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2014, chứng chỉ Skill Assessment sẽ chỉ có hiệu lực trong vòng 3 năm kể từ ngày cấp, trừ trường hợp chứng chỉ có quy định một thời hạn khác trên đó. Cụ thể, Skill Assessment phải còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ du học Úc đối với các visa sau đây. Visa 189 là visa về tay nghề độc lập PR. Visa 190, tay nghề được đề cử hoặc bảo lãnh PR. Visa 489, tay nghề vùng miền được bảo lãnh TR. Visa 485, tốt nghiệp tạm thời TR. Visa 186, người sử dụng lao động bảo lãnh dạng nhập cư PR trực tiếp. Và Visa 187, vùng miền bảo lãnh dạng nhập cư trực tiếp PR. Thì có những lưu ý đối với các bạn sau đây, đó là thay đổi này không áp dụng cho visa lao động có tay nghề 457 và luật mới này chỉ áp dụng cho những trường hợp nộp hồ sơ từ ngày 1 tháng 7 năm 2014 trở đi. Về vấn đề thứ hai là bổ sung ngành đầu bếp vào danh sách di dân tay nghề Skill Occupation List SOL. Để nộp cho đơn visa 485 này, quý vị cần có những chứng nhận sau đây. Thứ nhất là phải hoàn tất Certificate 4, tức là giấy chứng nhận 4 hoặc cao hơn trong một lĩnh vực liên quan, ví dụ như nấu ăn thương mại Commercial Cookery, hoặc là có ít nhất 360 giờ kinh nghiệm làm việc liên quan, hoặc có tối thiểu là 6 điểm trong tất cả các phần thi IELTS. Và cuối cùng là các bạn phải hoàn thành chương trình học tại Úc tối thiểu là 2 năm. Visa 485 là một visa giá trị 18 tháng với đầy đủ quyền làm việc. Cách tốt nhất cho sinh viên quốc tế để có đủ điều kiện xin thường trú là tìm một công việc trong một khu vực địa phương và nộp đơn xin visa thường trú rồi SMS. Đối với các bếp trưởng có trình độ có thể nộp đơn trực tiếp cho visa 189, tức là visa về tay nghề độc lập, với điều kiện có ít nhất là 3 năm kinh nghiệm làm việc ngoài các yêu cầu cơ bản dễ dàng vượt qua bài đánh giá kỹ năng đầu bếp. Vấn đề thay đổi thứ ba đó là thêm nghề nghiệp vào danh sách tay nghề chuyên môn SOL và danh sách tay nghề tổng hợp được bảo lãnh Consolidated Skill Occupation List CSOL dành cho các loại visa 457, 190 tức là PR, 489, 187 là PR được công ty và doanh nghiệp hay chính quyền bang tại Úc bảo lãnh. Các ngành nghề sau đây sẽ được thêm vào danh sách di dân tay nghề Skill Occupation List SOL kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2014. Thứ nhất là ngành bếp trưởng Chef với mã là ANZSCO 351311. Ngành thứ nhì là thợ nền hoặc thợ xây Bricklayer với mã số là ANZSCO 331111. Cuối cùng là thợ xây tường và sàn nhà Wall and Floor Tiler với mã số là ANZSCO 333411. Điều này có nghĩa rằng các ứng viên trong những ngành nghề này có thể nộp đơn xin visa 189, là tức là visa tay nghề độc lập, và visa 485 diện công việc sau tốt nghiệp. Danh sách ngành nghề được bảo lãnh tức là Consolidated Sponsor Occupation List CSOL áp dụng cho visa người sử dụng lao động bảo lãnh, tức là visa 457 ENS Occupational Trainee, cũng như các visa tay nghề nhà nước bảo lãnh, tức là visa 190 và 489. Còn bổ sung các ngành nghề sau: thứ nhất là nhà nghiên cứu thủy địa chất Hydrogeologist, mã số là ANZSEO 234413. Thứ hai là nhà sinh lý học Exercise Physiologist với mã số là ANZSCO 234915. Và cuối cùng là không có ngành nghề nào bị loại bỏ trong hai danh sách này đối với sinh viên tốt nghiệp ngành kế toán. Thay đổi thứ tư đó là phí bằng chứng visa tăng gấp đôi kể từ ngày 1 tháng 7. Phí bằng chứng tăng visa sẽ tăng gấp đôi từ 70 đô lên 150 đô. Đây là khoản phí bạn phải trả để dán visa lên passport. Bằng chứng visa thường không yêu cầu trong những năm gần đây vì cơ quan xuất nhập cảnh có thể xác minh tình trạng của bạn một cách điện tử. Và vấn đề thứ năm cũng là vấn đề cuối cùng, sinh viên phải khai báo thành viên gia đình phụ thuộc, tức là các yêu cầu để có các thành viên gia đình cùng đi với bạn sang Úc với diện visa sinh viên phụ thuộc đã được làm rõ. Bạn không cần phải bao gồm tất cả các thành viên gia đình của bạn, tức là vợ hoặc chồng và con cái trong hồ sơ xin visa ban đầu của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn muốn họ cùng đến Úc sau khi visa du học của bạn được cấp, bạn phải khai báo những người này trong hồ sơ xin visa du học ban đầu của bạn.
Xin lưu ý với các bạn rằng điều này không áp dụng đối với những người trở thành thành viên trong gia đình của bạn sau khi bạn nộp hồ sơ xin visa du học đầu tiên. Ví dụ, nếu bạn kết hôn hoặc có con sau khi bạn nộp đơn xin visa. Và mọi thông tin chi tiết liên hệ để làm rõ hơn về vấn đề này, các bạn có thể liên hệ tới công ty qua địa chỉ www.tandaidương.edu.vn hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua địa chỉ 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1 hoặc quận 5, và chúng tôi có cả chi nhánh hiện tại tại Nha Trang, hoặc các bạn có thể gọi ngay chúng tôi theo đường dây nóng 0838484879.